lễ rước dâu của Á hậu Thùy Dung. Thùy Dung cùng chồng doanh nhân Thái Long tổ chức lễ rước dâu đơn giản. Sáng 3 tháng 12, không gian lễ vu quy được trang trí nhiều hoa tươi, sắc trắng chủ đạo. Thùy Dung nói, từ tối hôm trước cô nôn nao chờ khoảnh khắc nhà chồng đến làm lễ. Các người đẹp Minh Tú, Khánh Vân, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thủy Tiên, Huỳnh Thúy Vi, Hoàng Mỹ An là phù dâu, bố mẹ và người thân của chú rể từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 12 để chuẩn bị cho ngày vui. Khoảng 9 giờ 30 nhà trai mang theo sính lễ có mặt ở nhà gái tại quận Tân Bình, ông Huỳnh Văn Tính bố Thùy Dung dặn dò hai con cuộc sống hôn nhân vui, buồn, sướng hay khổ hãy cùng nhau che chở. Các con hãy học chữ nhẫn, nhường nhịn cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc. Tối cùng ngày, tiệc cưới của họ diễn ra tại quận 1 quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới showbiz. Cô và chồng chung quan điểm không tổ chức tiệc quá xa hoa, dành tiền để lo cho cuộc sống tương lai. Trước đó, ngày 2 tháng 12, cả hai làm lễ tại Thánh đường Giáo xứ Tân Phước. Cô dâu mặc váy cưới nhẹ nhàng, đầu đội khăn voan, do nhà thiết kế Vĩnh Thị thực hiện, Thùy Dung cho biết không gặp áp lực về chuyện làm dâu. Thời gian qua, người đẹp học nhiều công việc nữ công gia chánh để bắt đầu cho cuộc sống mới. Sau kết hôn, Thùy Dung vẫn được chồng ủng hộ các công việc và hoạt động giải trí. Họ quyết định về chung nhà sau 5 năm quen biết. Họ từng trải qua giai đoạn yêu xa, cô ở thành phố Hồ Chí Minh, anh làm việc tại Hà Nội, Huỳnh Thị Thùy Dung, 26 tuổi, quê thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng là hoa khôi cuộc thi duyên dáng ngoại thương. Năm 2016, cô thi Hoa hậu Việt Nam, đoạt Á hậu 2. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu quốc tế nhưng không tiến sâu. Tháng 9 năm 2018, cô tốt nghiệp đại học. Thùy Dung hiện hoạt động ở nhiều vai trò như người mẫu, MC. Thái Long sinh năm 1993, quê Hà Nội. Anh cao hơn 1,8 mét, làm kinh doanh, từng tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ.